Chào mừng quý anh chị nhà đầu tư quay trở lại với hệ thống kênh YouTube của câu lạc bộ ITP. Xin giới thiệu em là Tuấn Anh, một thành viên của câu lạc bộ. 30 giây quảng cáo. Để mở tài khoản tại công ty chứng khoán SSI và nhận được sự tư vấn của em Tuấn Anh về danh mục đầu tư, khuyến nghị mua bán các cổ phiếu tiềm năng. Anh chị có thể liên hệ qua Zalo và số điện thoại trên màn hình. Với anh chị nào đầu tư chứng khoán đã lâu mà chưa có sự hiệu quả hoặc quá bận rộn, muốn dành thời gian cho gia đình, công việc chính và bản thân. Thay vì bỏ thời gian theo dõi thị trường và bản điện hàng ngày, nhưng vẫn muốn tìm kiếm cổ phiếu tiềm năng, đầu tư sinh lời tốt trên thị trường chứng khoán. Anh chị có thể liên hệ và về với đội của em Tuấn Anh. Rất hân hạnh được đồng hành và hỗ trợ quý anh chị. Chúc anh chị đầu tư thành công. Đây sẽ là video nhận định thị trường chứng khoán dưới góc nhìn phân tích kỹ thuật bằng công cụ Ichimoku Trịnh Phát. Công cụ Ichimoku Trịnh Phát này sẽ giúp chúng ta tìm được hỗ trợ, kháng cự và xu hướng của VN Index trong đa khung thời gian. Đầu tiên xem khung thời gian tuần giúp chúng ta có cái nhìn tổng quan về xu hướng trung hạn của VN Index. Chúng ta sẽ xác định các hỗ trợ và kháng cự trong khung thời gian tuần. Các hỗ trợ là 1270, 1236 và 1002. VN Index đang không có kháng cự. Nhìn vào hình thái kiếm, dao găm, mây, nhận định VN Index có thể điều chỉnh về 1236 trong xu hướng tăng trung hạn. Thứ hai, ở khung đồ thị ngày, giúp chúng ta có cái nhìn tổng quan về xu hướng ngắn hạn của thị trường. Các hỗ trợ là 1277 và 1273, 1269 và 1236. VN Index đang không có kháng cự, nếu có chỉ là một kháng cự tâm lý 1.300. Nhìn vào hình thái kiếm, dao găm, mây, có thể xác định thị trường đang có xu hướng điều chỉnh về 1273 đến 1269. Nếu mất mốc hỗ trợ 1269, VN Index sẽ vào một xu hướng giảm ngắn hạn có thể về vùng gáp năm bim yếu hơn về 12336. Lúc đó, nhà đầu tư có thể canh mua các cổ phiếu khi về quanh vùng hỗ trợ giao găm như FTS, STB, VSC. Cổ phiếu dự báo kết quả kinh doanh quý 2 tốt như dầu khí, chứng khoán, vận tải, thép. Cổ phiếu có câu chuyện triển vọng ngành như BSR Truyền sàn, thép vào chu kỳ ngành, dầu khí với câu chuyện lô bê, giá dầu vẫn neo cao. Lưu ý, mua khi cổ phiếu điều chỉnh về vùng hỗ trợ. Chúng ta sẽ không mua đuổi FOMO các cổ phiếu trong đã tăng mạnh như CSV, HVN. Ở thời điểm làm video, VN Index đang có một số thông tin hỗ trợ sau. 1. Thị trường chung không có thông tin xấu mới, kinh tế trong nước và thế giới tiếp tục đã hồi phục, Fed dự kiến giảm lãi suất vào tháng 9. 2. Kỳ vọng kết quả kinh doanh quý 2 của các công ty niêm yết trên thị trường sẽ khởi sắc hơn. 3. Thị trường chứng khoán thế giới đang tích cực liên tục vận động quanh đỉnh hoặc tạo đỉnh mới như chứng khoán Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Âu. Điều này chứng tỏ kinh tế thế giới đang tích cực, sẽ không gây áp lực xấu đến chứng khoán Việt Nam. Tổng hợp lại, thị trường cần tích lũy hoặc tạo đáy hai thành công để hấp thụ lực cung chốt lời của nhà đầu tư, có thể là 1269 hoặc 1254. Đó sẽ là điều kiện để thị trường đi lên bền vững hơn, giúp chúng ta kiếm được lợi nhuận lớn. Tuy nhiên vẫn có kịch bản thị trường tăng điểm bỏ rơi, nên Tuấn Anh luôn khuyến nghị khách hàng, nhà đầu tư cần nắm giữ một phần hàng và một phần tiền. Nếu thị trường tăng thì chúng ta vẫn có hàng, có lợi nhuận và tránh được tâm lý FOMO. Tiêu biểu như mã NHA giá 28, GEX giá 20, STB giá 28. Trên đây là nhận định của Tuấn Anh về xu hướng VN Index. Nếu anh chị có góc nhìn nào khác thì để lại bình luận bên dưới video mình cùng trao đổi nhé đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận thông báo ra video mới nhất nhé